Đi hát nhưng nam em không muốn bị gọi là ca sĩ, áp lực trách nhiệm phải hát cho thật hay. Em không muốn là đi hát mà mình mang cho mình một cái trách nhiệm. Khi hát mình cứ nghĩ là mình là một ca sĩ, mình hát thật hay, mình bị lo ra. Mình chỉ nghĩ đến việc là tập trung sao để hát đúng nốt, đúng nhịp, thì em không thích điều đó. Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm, chỉ sẽ xuyên tình nồng với kiếp chồng. Nổi danh là hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015. Vậy nhưng nam em không chỉ xây dựng hình ảnh như nhiều người đẹp thông thường, cô hoạt động nghệ thuật với đa dạng lĩnh vực hơn, trong đó ca hát được xem như một thế mạnh của nam em. Khán giả cũng đặc biệt công nhận tài năng của cô. Nam em đã góp mặt trong một show ca nhạc được tổ chức tại thành phố Sương Mù Đà Lạt. Tại đây, cô trình diễn nhiều ca khúc, đồng thời cũng có những giây phút tâm sự trò chuyện với khán giả. Ngoài những bản like được lan truyền trên mạng xã hội, những điều nam em trải lòng cũng được đăng tải và chia sẻ một cách rộng rãi. Đoạn clip nam em tâm sự đã được một người sử dụng mạng xã hội TikTok đăng lên. Người đẹp Tiền Giang đã chia sẻ quan điểm của cô đối với danh xưng mọi người thường gọi mình. Mọi người biết không, em làm nghệ thuật từ thời điểm đó đến bây giờ, em không bao giờ nghĩ là em cần một cái danh xưng hay ra đường phải. À, nam em kia, chụp hình. Em chỉ nghĩ đơn giản là em đang làm cái mình thích và em gỡ rối được những vết thương mà ai đó đang giống em thôi. Cho nên, nếu mà được, ra đường mọi người có gặp em thì cứ gọi là chị nam em là được rồi, đừng gán cho em một danh xưng nào hết. Nói về nguyên nhân, nam em cho rằng cô muốn toàn tâm toàn ý hát cảm xúc, sợ bị phân tâm bởi suy nghĩ phải hát đúng kỹ thuật. Em không muốn đi hát mà mình mang cho mình trách nhiệm, rồi khi hát mình nghĩ mình là ca sĩ, mình phải hát thật hay, bị lo ra bởi những việc như là tập trung hát làm sao cho đúng nốt, đúng nhịp. Em không thích điều đó, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tâm sự của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đoạn clip được chia sẻ có hàng nghìn lượt tương tác, trong đó rất nhiều người đã dành lời khen ngợi bởi suy nghĩ sâu sắc và những chia sẻ chân thành của cô đối với khán giả. Ngoài ra, đây cũng là phần tâm sự làm nhiều người bất ngờ bởi nam em đã trở nên nghiêm túc khi nhắc về chủ đề này, khác hoàn toàn với phong cách vui vẻ ngày thường của mình. Đâu ai biết trước đây em bị khủng hoảng sau khi kinh doanh nhà hàng thua lỗ đến dẹp quán, tình cảm thì gặp kẻ trêu đùa, thương em, mạnh mẽ lên rồi hào quang sẽ đến. Công nhận một điều là nam em vào việc nghiêm túc lắm luôn ấy, bình thường hơi từng chủ yếu cho mọi người vui thôi. May mà nói chị tưng tửng lộn mèo tám vòng vô đây đưa lỗ tai nhắm mèo lên nghe, ghi từng gạch đầu dòng chị nói nè. Mình nghĩ ai theo dõi hành trình của nam em và thông cảm với những gì chị trải qua mới hiểu chị hơn. Mà đúng là không thích chị mang danh ca sĩ, mắc công bị mỉa mai người đẹp đi hát. Nam em có xuất thân là học viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Dù chinh chiến nhiều cuộc thi sắc đẹp, song cô nổi tiếng khi có một giọng hát hay, âm sắc đặc trưng. Những bản nhạc tình ca nhẹ nhàng, thanh thoát là điểm mạnh và cũng thường được cô chọn để phô diễn khả năng ca hát. Dù không có sự trau chuốt như một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng nam em vẫn được khán giả đánh giá cao. Nói với em một lời chúc khi xa rời, đêm thôi muộn phiền những đêm chơi vơi. Cô từng đầu tư cho ra mắt nhiều MV triệu view như Xa Anh Là Tốt Nhất, Nỗi Nhớ Hóa Băng, Cùng Anh Đi Xa. Thời gian gần đây, nam em nhận nhiều phản hồi tốt từ khán giả khi cover hàng loạt ca khúc đình đám như Đơn Phương, Tay Trái Chỉ Trăng, Đế Vương. Hiện tại, những chia sẻ của nam em vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cảm xúc của mình dưới phần bình luận cho Gian biết nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!